Xin chào các anh em. Hôm nay mình lại cùng đến với một con bàn phím cơ mới. Đây là bàn phím của thằng Sum. Thì gần đây các anh em cứ kêu mình sao chỉ toàn review màu trắng, thì hôm nay mình quyết định sẽ review con màu đen này luôn. Thì con này là con của hàng Sum, cũng nói chung là cũng khá nổi tiếng ở trong thị trường phím cơ. Thì mới đầu thiết kế chúng ta có thể thấy là ở trên mặt này nó sẽ được phủ một lớp, đây là kim loại nhé. Con này là trên lớp mặt này là bằng kim loại, nó sơn màu vàng, nhìn rất là đẹp. Tiếp theo là cây cáp của nó sẽ được làm bằng màu đen và cũng là double shot như các cái thằng phím cơ khác. Bên ngoài của con này thì được thiết kế khá là gọn, vuông và layout chuẩn, không có gì đặc biệt cả. Mặt sau của phím, đằng sau của phím thì là sẽ có một sự chút khác biệt nhỏ nhỏ, đó là cái đường DJ. Thì nó sẽ có ba cái đường DJ, DJ qua trái, DJ qua phải và DJ chính giữa. Cái này giúp để cho các bạn nếu mà không muốn dây không bị vướng thì có thể DJ qua tùy vào hướng của mình. Và có cả cái cao su và cái nâng phím. Con của mình đang ở trên bàn đây, thì đây là con Red Switch. Tức là con này sử dụng Switch, nó rất là nhẹ. Nói một chút về Red Switch thì con này khác Blue Switch ở chỗ nào. Red Switch là cái con mà có chân phím sẽ được là màu đỏ hay bị màu xanh như những con Blue. Và cái hành trình phím của nó rất là ngắn, cho nên sẽ dành cho các cái bạn mà thao tác nhanh, cần phải thao tác nhanh và rất là nhẹ, không phát ra tiếng khi mình gõ phím luôn. Con này dùng switch của hãng Green Touch, có cấu tạo gần giống như là thằng Kai và Cherry vậy. Cái led của nó sẽ nằm ở phía trên này thì nó sẽ rất là sáng. Để mình thử luôn cho các bạn xem nhé. Ngoài ra thì cái đầu dây cáp của nó sẽ là đầu được bọc vàng để cho tín hiệu tiếp xúc tốt hơn, có cả cục chống nhiễu. Tuy rằng nó không có được bọc dù nhưng mà nó sẽ là bằng nhựa cao su chống rối. Bây giờ mình sẽ thử led. Các bạn có thể thấy là led của con này rất là sáng, tại vì cái đèn led của nó sẽ nằm ở phía trên như thế này. Đấy. Con này thì rất là đơn giản thôi, không có nhiều chế độ led lắm. Đây mình sẽ thử cho các bạn luôn. Mình cũng không biết vì sao là nó dùng ba cái nút này thì nó lại không có chức năng mà mình sử dụng bình thường như là chụp hình hay là scroll hay là rig, nhưng mà nó lại thay thế luôn bằng mình ấn không cần phải FN nữa để đổi cái hệ thống đèn. Nút ở giữa scroll này là dễ thay đổi chế độ led, còn nút này sẽ là tăng tốc độ và nút này sẽ là giảm tốc độ. Mình sẽ tăng tốc lên. Đây là chế độ operating. Chế độ này nó sẽ sáng xen kẽ. Đây, các bạn thấy led cực sáng luôn. Cái này là breathing nhưng mà breathing xen kẽ. Có cái chế độ này là chạy khủng khiếp nhất. Chạy lên chạy xuống. Này giống như là xếp cặp vậy, nó sẽ xếp dần lên. Ngược lên và ngược xuống. Cái này thường là tốc độ led của nó khá là chậm nên mình sẽ phải tăng tốc liên tục. Đó, xếp từ hai bên vào giữa và từ giữa trả ra hai bên. Cái led của con này thì nó lại có đặc biệt nữa là nó không có theo từng phím một mà nó lại sáng hết nguyên cả hàng luôn. Nó sẽ sáng theo hàng, theo từng hàng một. Cho nên là cái con led của con này thì có thể là không đẹp, nhưng mà về cái thằng switch nó sẽ tốt hơn của mấy con, chẳng hạn như con K28 bên mình, switch. Con led switch này thì nó lại rất là thuận tiện cho những người nào mà cần có thao tác nhanh và chính xác, và lại sử dụng đánh văn bản nhiều, không mỏi tay, tại vì nó rất là nhẹ. Ngoài ra thì con này thì nó sẽ có thêm một màu trắng nữa. Màu trắng thì nó là có Blue Switch. Đây, mình sẽ thử
trên bàn của mình đây cũng có thêm một con màu trắng nữa. Đây, các bạn có thể thấy. Con màu trắng này thì nó sẽ, theo mình thì nó sẽ nhìn rất là đẹp, đẹp hơn. Và con này dùng blue switch, gõ tiếng cũng nghe rất là to. Và hiện tại của con này thì giá cũng khá là mềm, với giá khoảng hơn 500.000 thôi thì mình đã có một con bàn phím rất là hoàn hảo như thế này. Thì nếu các bạn nếu mà thích thể loại gọn nhẹ thì các bạn có thể click vào cái link bên dưới để mình mua sản phẩm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.